Chào mọi người đến với kênh của Cherry. Thì sáng hôm nay đang yên, đang lành, tập yoga này nọ kia. Hít thở. Mọi người coi mình dẻo không? Thì bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong người. Cuối cùng anh chồng cũng đã đang chuẩn bị test COVID. Trời ơi, lúc này trong người cảm thấy hồi hộp lắm các bạn. Mong cho đừng bị ấm ba la la la. Và cuối cùng kết quả là gì? Tăng 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 tăng. Bị rồi. No. Hi, xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Thì chào mọi người đến với kênh của Cherry Cuộc Sống Canada nha. Tình hình COVID ở Canada hiện tại bây giờ rất là căng bạn ơi. Căng như cây đàn luôn. Căng như dây đàn hay là cây đàn. Nó vậy không ạ? Thì 5 ngày nay, 6 ngày nay là mình bị COVID. Không biết đi đâu luôn, không biết nhiễm từ đâu luôn mà. Thì ở nhà có ba mẹ nè, chồng với lại mình. Thì ba mẹ với lại chồng không bị. Có mình bị à. Đó, khi test ra là cái ngày 1 á, là test ra là bị hai vạch. Thì lúc tối hôm đó bạn nó sốt kinh khủng lắm. Nó sốt từ 38 độ 5. Xong mình giữa đêm á, nó sốt lên 40 độ. Đó, nó sốt mà nó nổ mà cảm giác nhức đầu luôn. Có nghĩa là mỗi cái thể trạng của mình á, nó có đề kháng khác nhau. Cho nên là nó có mỗi người triệu chứng khác nhau. Thì mình là sốt nè. Rồi bắt đầu đau họng. Cái chỗ này đau, nó đau khó chịu lắm. Nó đau khó chịu với lại nó tầng hắn riết gì đó. Thì uống thuốc thường thường là cảm, mình nghĩ là bị mắc mưa, nhưng mà không phải mắc mưa. Uống thuốc không hết, uống thuốc cảm bình thường không hết. Cái bắt đầu hành cái test kit các bạn, cái test COVID á. Bên này cái que thử COVID á, bên này mua cũng không có luôn. Hầu như là lúc đó là một ngày, trong một ngày đó là 18.000, hơn 18.000 người nhiễm COVID. Là chỉ tỉnh là Ontario thôi nha. Đó. Thì hầu như là mọi người ai cũng đổ xô đi mua cái que thử COVID đó hết á. Cho nên là mùn anh chồng ra nhà thuốc gần nhà cũng không có. Rồi ảnh mới đặt là cái nhà thuốc gần nhà đó, khi nào có là bắt đầu gọi hỏi cho ảnh. Thì tới ngày 2 ngày, chứ mà 2 ngày thứ hai rồi mình bị COVID rồi mình mới biết là mình bị COVID. Đó. Thì khi mà biết COVID rồi á, thì lúc đó là cái cũng chưa mua chưa ra cái que thử COVID nữa các bạn. Lúc đó là mẹ của bạn, bạn của mẹ sau này nói tùm lum là hả, bạn của mẹ cho. Bởi vì hả, bạn của mẹ nhà thờ đó, khi mà mẹ họp á thì mẹ nói là ở nhà vậy đó. Bắt đầu cô đó cô nói là bây giờ chạy qua đi, cô cho thử một cái để mà về theo xét nghiệm thử có bị không. Thì mẹ, bạn của mẹ cho, xong mà về nhà bắt đầu có một cái thôi, cả nhà chưa ai test hết trơn, có mình test à. Thì bị hai vạch. Sau đó là cái anh chồng ảnh cũng ở chung mà đâu có, anh nghĩ là anh sẽ bị luôn đó. Thì đâu chừng hai ngày sau, có nghĩa là bốn ngày bắt đầu cái chỗ mà pharmacy đó mới gọi cho ảnh là có cái que thử COVID rồi, tới lấy. Thì ảnh tới lấy thì khi mà ảnh về ảnh test á, thì ảnh không bị, ba mẹ cũng không bị luôn đó. Thì bắt đầu ở đây ngộ lắm, công ty nha, nếu mà bạn làm công ty á thì cái lệnh của chính phủ luôn, nếu mà bạn bị á thì bạn ở nhà đâu mấy ngày á,
5 ngày hay là tới tuần lễ hết bệnh đi, nói chung là hết xét nghiệm lại là không có COVID nữa thì đi làm lại. Đó, còn nếu mà người nhà của bạn bị á mà bạn xét nghiệm không bị á, bạn vẫn đi làm bình thường. Thì anh chồng mình vẫn đi làm bình thường. Đó, ảnh đi làm bình thường thì chỉ khẩu trang thôi. Thì anh không có một triệu chứng gì của bị hết á, mà test cũng không ra luôn. Đó, thì trong khi đó anh nói chung là kề vai sát cánh với mình mấy ngày trời, 3 4 ngày trời không khẩu trang không gì hết luôn. Thì khi mình biết anh không bị cái bắt đầu mới đặt khẩu trang vô. Nói chung là khi mà anh đem đồ xuống ăn uống gì đó hợp khẩu trang vô, mẹ cũng đem đồ xuống, bắt đầu mình cũng bị khẩu trang, mẹ cũng bị khẩu trang. Thì nói chung là ngủ riêng ra, không có ngủ chung nữa, bởi vì mình sợ là anh đi làm anh bị nhiễm thì lây cho người khác. Đó, mà bên này bây giờ quá quá trời người bị luôn rồi, chuẩn bị là chích mũi ba mà ai về cái xui xui cái bị dính luôn. Đó, thì không biết là ở Việt Nam cũng bây giờ hình như là ở đâu cũng bị hết, mà tình hình ở Việt Nam bây giờ cũng ổn hơn đúng không? Ở bên này căng lắm, bây giờ lockdown lại luôn, bắt đầu là ngày 5 tháng 1 là lockdown đóng cửa luôn, nhà hàng nè, quán ăn, nhà hàng, nói chung là những cái nơi mà giải trí gì đó thì đóng cửa hết, không mở cửa, đó, không ngưng phục vụ luôn, giống như trước đây vậy đó, y chang chang luôn, đó, khổ chưa? Không biết cái COVID này khi nào nó đi nữa, khi nào mới 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 rời khỏi ta đi nữa, nó cứ dai dẳng mấy năm rồi ha, năm 2020, ôi, 2020 tới giờ cũng mấy năm rồi, 2 năm rồi, đó, 2 năm rồi đó, không làm gì được hết, không làm ăn gì được hết, cứ COVID, COVID, COVID. Bây giờ hôm nay cũng khỏe hẳn rồi, sau 5 6 ngày cũng chưa khỏe hẳn, có nghĩa là cơ thể mình á cảm giác là mình nhẹ đi rồi đó, vẫn còn ho nha, vẫn còn ho. Thì cái bệnh bệnh này á, nó mỏi người, nó mỏi kinh khủng lắm, bệnh bạn cả bạn mỏi một chứ cái bệnh COVID này hả, nó mỏi 10 đó. Có nhiều cơ địa như mình yếu ha thì dễ biết lắm, bạn nào cơ địa yếu mà bị là rất là dễ biết biết khác biệt giữa cái COVID với lại cảm cúm nha, nó khác lắm. Tại vì hả, trước khi mình cảm cúm mình chỉ đàm đàm đó, nó màu đục ha, là bình thường hả. Còn này á, cái đàm của mình nó màu nâu đỏ, nó ghê lắm. Nói chung là nó khác với cái cảm cúm đó. Thì cứ xong xã xong, nếu mà có xã bên này thì hình như là gần chợ, cái này là không có xả, không tìm nữa cây xả rồi đó. Thì có tỏi, đâm tỏi bỏ nước vô bắt đầu cứ xong 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 riết vậy đó, mà mình không bị mất mùi đó, mình không bị mất mùi. Người khác thì bị mất mùi nhưng mà mình không mất mất mùi, vẫn nghe mùi bình thường đó. Ngày tắm ba ba buổi không tắm thì vẫn nghe mùi bình thường đó, cho nên là không ăn Tết được mà ơi. Tết đầu năm mà đã dính Covid rồi. Noel là như là cũng sơ sơ xài xài đây, lúc đó nó nhiễm trong người rồi sao á, nó nhiễm trong người rồi, nó cũng mệt mệt trong người không muốn làm gì hết trơn á. Cho nên là tới đầu năm Tết Tây nó mới bùng phát lên thôi. À, lúc đó là ngày 1 tháng 1 á, bây giờ là 6 ngày rồi, hôm nay thấy khỏe hơn nhiều rồi, uống thuốc, uống tinh dầu, rồi sốt thì uống Tylenol nè, mấy loại thuốc mà bạn ở bên Vancouver nhắn qua chị ơi chị mua cái này nè, mà uống uống cho nó khỏe thiệt. Cái thuốc để mình chờ coi cái thuốc đây cái thuốc đây nè, tối uống à, này nó ngủ kinh khủng đó, tối bỏ với nước nóng uống uống ha. Này bé Nhi ở Vancouver giới thiệu chị nè. Đó, cho nên là hả, cảm thấy nó bây giờ nhẹ nhõm cả người luôn á. Thôi thì cái video này đáng lẽ là Noel với là Tết năm mới á, muốn làm cái video chúc Tết này nọ, nhưng mà hả bệnh cho nên không có làm được. Thì
coi như là lời chúc muộn đi, thì chúc mọi người sang năm mới nhiều sức khỏe ha. Sức khỏe là number one rồi, cho nên là nhiều duyên sức khỏe. Trong mùa này chỉ có sức khỏe là trên hết thôi, còn cái chuyện kiếm tiền thì sau này để sau từ từ, tiền lúc nào kiếm cũng được hết, cho nên là mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người.